Chị em cô bác gần xa, hôm nay năm mới chúng tôi sẽ quay lại những cái video clip tiếp tục giới thiệu đến quý bà con những cái clip mới nhất. Đây là con cua ta L2802. Đây là cái lớp trước đây. Có thông số cái thực là 716. Chúng ta thấy là mâm ốc quýt. Rồi bây giờ chúng ta thấy là tất cả ta lấy trợ lực đây ha. Rồi ốc quýt. Đây, chúng ta thấy là hàng rất là đẹp. Đây số khung số máy còn nguyên. Giờ mở ra cho xem nhé. Bên hông mở được không? Đây mâm ốc quýt giờ như là tất cả các chúng ta thấy ốc không có sự dỉ xét. Rồi tôi sẽ mở ra cho bà con xem nhé. Đây, máy đã nổ, thế là rất là nhẹ nhàng luôn, không có khói luôn đây. Đây là cái hệ thống ghế ngồi với đồng hồ. Con này có hệ thống có 4 máy. Giờ chúng tôi đi bánh sau nhé. Chúng ta thấy là cái bánh sau đây 12.424 nhé. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái trục nó đang quay cũng như là kiếm đang lại xuống đây, hoạt động rất là ok. Sau khi hàng về chúng tôi đã kiểm tra lại và trước khi giao cho khách hàng chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Vâng, kiểm tra tất cả cái lọc dầu, lọc nhớt, bánh rồi phốt tất cả. Vâng, kênh YouTube của chúng tôi là kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh. Số điện thoại chúng tôi để trên màn hình video. Đây đầu năm mới chúng tôi giới thiệu cho bà con đầu tiên của năm 2022 này là con Kubota 2802. Giờ chúng tôi đi qua phía bên phải nhé. Như chúng tôi chỉnh lại đây là con 2802 28 mã lực, loại 2 cầu, có ta lái trợ lực. Hệ thống 4 máy. Nước sơn zin luôn, toàn bộ là zin hết. Đây chúng ta thấy là nước sơn hoàn toàn là zin luôn, chúng tôi không có tút lại. Chúng tôi để nguyên như thế này. Khi nào quý khách có yêu cầu làm mới hay bóng gì đó chúng tôi sẽ kiểm tra làm lại sau. Đây tất cả là mâm móc quýt là còn rất là mới. Thì nếu cái nào cũ, ví dụ như là cái lớp xe này cũ, chúng tôi sẽ thay lớp mới, nhưng mà toàn bộ là mới nguyên hết. Đây từ màu sơn, máy móc cho tới là ốc quýt, mâm, cả đều mới. Đây chúng tôi đang quay cái hệ thống đường sau đây, ốc quýt. Rồi chúng tôi xin nói lại, đây là Kubota 2802 28 mã lực, loại 2 cầu, ta lái trợ lực, động cơ 4 máy. Đây là toàn bộ màu sơn, từ tất cả đều zin hết, từ màu sơn, máy móc rồi mâm ốc quýt tất cả đều là nguyên hết. Vâng, kênh YouTube chúng tôi là Hiếu Đồng Thanh. Số điện thoại chúng tôi để cho mình video. Chúng tôi năm qua chúng tôi cũng rất là trân trọng cảm ơn bà con đã quan tâm như đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Đó là động lực để chúng tôi làm những cái giới thiệu những cái mẫu sản phẩm mới, những con xe khác đến với quý anh chị em cô bác gần xa trên mọi miền đất nước. Quý bà con cũng không cần đến công ty cửa hàng của chúng tôi mà chúng tôi quay trực tiếp cho bà con xem.
Nếu mà ok thì chúng tôi sẽ tiến hành giao xe, nếu mà không ok thì chúng tôi sẽ làm theo những cái yêu cầu của quý khách hàng. Tuyệt đối là khi mà quay con nào chúng tôi sẽ đưa con đó, và tất cả máy móc chúng tôi đều công khai rõ ràng từ mâm móc vít. Vâng, trân trọng cảm ơn quý bà con anh chị em cô bác đã quan tâm theo dõi nhé. Trân trọng kính chào.